Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Mẹo Vặt và Thủ Thuật. Chủ đề video này mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn một cái ứng dụng khá là vui, khá là hài hước. Thì cái ứng dụng này lần trước mình cũng đã chia sẻ và hướng dẫn, đó là chúng ta có thể ghép khuôn mặt chúng ta lên một cái nhân vật trên cái video. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn thêm một cái tính năng nữa, đó là chúng ta có thể làm cái ảnh chúng ta nói chuyện, làm ảnh chúng ta có thể hát được. Thì đây là cái ảnh gốc của mình đã làm một vài cái video, mời các bạn xem. Nếu như thấy vui, các bạn có thể làm theo hướng dẫn của mình. Thì đây đây là một cái bức ảnh của mình vừa chụp, đó là một bức ảnh tĩnh nhá. Thì mình đã ghép lên thành một cái video như thế này, khá là vui này. Đó, ta có thể làm cái ảnh nó hát lên được, hoặc đây. Đó, nó có rất nhiều cái kiểu mẫu. Đó, chúng ta có thể ghép để chúng ta thư giãn. Đó, và nó còn có nhiều kiểu nữa. Đây. Đó, thì cái ứng dụng này lần trước mình cũng đã hướng dẫn, đó là cái ứng dụng với cái chữ tiếng Anh GEFACE. Đó, chúng ta có thể lên CH Play tải cái ứng dụng này về nhé. Còn nếu như các bạn muốn cái bản Pro không có quảng cáo là một, không có logo là hai, thì các bạn liên hệ với mình sẽ gửi cho các bạn miễn phí, các bạn có thể dùng trực tiếp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Các bạn ấn vào đây. Và cái ứng dụng nó có cái giao diện như thế này. Thì cái tính năng chúng ta ghép mặt lên các nhân vật trên video thì mình sẽ không nói nữa, vì video lần trước mình đã nói rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cho ảnh chúng ta có thể nói lên, có thể hát lên được. Thì chúng ta sẽ ấn vào dấu cộng đây. Thì các bạn nhìn theo cái mũi tên mình làm nhé. Ấn vào dấu cộng này. Rồi thì chúng ta sẽ ấn vào cái ảnh đen trắng bên trên, hình bên trên này, chúng ta ấn vào. Rồi tiếp theo ta chỉ chọn tới một cái ảnh mà chúng ta muốn làm, mà chúng ta muốn cho nó nói. Ví dụ mình lại chọn một cái ảnh như thế này, một cái ảnh như thế này. Rồi nó đã load xong. Bây giờ mình đã có cái bức ảnh như thế này. Thì bây giờ rất nhiều cái mẫu ở bên dưới này, chúng ta thích cái mẫu nào thì chúng ta ấn vào đó. Mình lấy ví dụ mình sẽ chọn cái mẫu này. Đây, ví dụ mình chọn mẫu này. Mình ấn vào nó và ấn tiếp theo, ấn vào cái chữ xanh bên dưới này và chờ nó load xong là xong. Và chúng ta ấn vào Saber lưu lại. Đó, nó hiện chữ này là chúng ta đã lưu lại được. Đó, chúng ta có thể quay về bộ sưu tập chúng ta xem. Chúng ta có một bức ảnh nào đó, chúng ta có thể ghép lên để thư giãn. Và một cái tính năng là ghép mặt lên các nhân vật trên video thì lần trước mình cũng đã hướng dẫn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn xem. Mình lấy ví dụ, mình sẽ chọn tới một cái video nào đó. Đây, ví dụ cái video này. Mình ấn vào đây. Ấn vào đây và đây hiện hình ảnh của mình sẵn. Bây giờ mình muốn đổi hình, mình sẽ ấn vào cái này. Mình có thể chụp ảnh và mình có thể chọn ảnh có sẵn. Ví dụ mình chọn ảnh có sẵn, mình sẽ ấn vào đó. Ví dụ mình lại chọn một cái bức ảnh này. Đó, mình tiếp theo mình ấn vào cái chữ V màu xanh đây. Confine này, chúng ta ấn vào. Và chờ nó một lát cho nó load. Rồi ok, nó đã load xong, chúng ta ấn ấn tiếp tục và ấn vào cái ảnh này. Và nó sẽ download. Nó khởi động và download lại. Chúng ta được một cái video có khuôn mặt chúng ta trên cái nhân vật trên video luôn. Xong. Đó, khuôn mặt mình xuất hiện trên này.
công cầu thủ bóng đá, huấn luyện viên là Hoàng các bạn nhé. Đó, để lưu lại ta chỉ ấn vào cái mũi tên này và lưu xong. Ok, và chỉ như vậy thôi, ta đã có được một cái bức ảnh, một cái video để chúng ta có thể giải trí thư giãn. Và video hướng dẫn của mình đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn luôn luôn vui vẻ và thành đạt trong cuộc sống.